Ở đây này bộ cần 1,5 triệu. Tiếp theo một bạn nữa mình đã lấy. Xin lỗi tất cả các bạn nhé. Là mình đang ốm, đang viêm họng. Đây. Vẫn một bộ cần 1,5 triệu tiếp theo này, gồm có một túi này, đựng cần câu này, một vợt này, một cần đai hoa 5m4 này, hai ngọn. Đây ngọn cứng. Còn ngọn mềm nó được lắp sẵn. Một cần Tika 2m4. Một máy Supra Zolo. Máy này mình lấy cho bạn ấy bạn. Tiếp theo lấy to như bạn trước. Bạn trước mình lấy là máy 5.000 thì bạn này là máy 6.000. Mồi câu chấm chấm chép trôi à. Hai cục chì câu sông này, một cái chuông để báo cá này, hai thẻo câu đã buộc sẵn này, một túi đựng cá này, hai lăng xê này, một vỉ lưỡi này, chì nhỏ và khóa, hai vỉ hạt chặn, hai phao đài, hai phao gỗ ngắn. Đây. Tổng bộ này là 1,5 triệu. Giống như bạn lần trước đã lấy. Báo cáo với các Bác là hôm nay là một ngày đen đủi của em. Đấy. Đây là thùng hàng của bạn Lộc từng làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua em có đóng thì nó bị lỗi kỹ thuật. à, này nó bị hơi căng này, em sợ nó lổ. À, đáng lẽ sáng nay em chuyển rồi, em phải giữ lại để tối hôm nay em đóng lại để chuyển cho bạn đấy. Tiền thì Bạn bạn này đã chuyển rồi. Sáng nay thì các đơn hàng lớn của các bác lấy mồi ủ, có một bác ở Hà Nội lấy 16 kg, em cũng đã chuyển đi, và một bạn ở Hải Dương lấy 10 kg mồi ủ, em cũng đã chuyển đi. Và ngày hôm nay thì em em cũng đi nhập hàng về cho các bác đây. đây là cần đai hoa 5m4, hai ngọn, một ngọn cứng và một ngọn mềm. Và em nhập hàng cho bạn, lấy với bạn một bộ cần câu giống như của bác hôm nọ là 1,5 triệu, thì em lấy một cần Tiga 2,4 cho bạn ấy nữa. Và một cái túi đựng đồ câu này. Ngoài ra thì hàng của các anh em khác gồm có máy Spira Yolo, em lấy cho bạn. À, một bạn là 5.000 và một bạn là 6.000 và một bạn là 4.000. Ngoài ra Ra thì các anh em đăng ký phao lục, em cũng đã nhập hàng về, phao đài các kiểu, cước, nói chung là đủ thứ ba dặm. Là hàng của các bác em đã nhập về, và hôm nay em nói thật. các bác hôm nay em quá đen. Thứ nhất là hàng của bạn Lộc Thường Nam là nó đóng vào giờ nó không được đạt kỹ thuật, nó bị, em sợ bị hỏng, nó bị hố lổ. trên dọc đường đi thì em phải đóng lại. Cái đen thứ hai của em là Thằng cu con nhà em nó lại ốm. Mấy hôm bố mẹ đóng hàng cho các bác thế này, nó thức khuya nó không được ngủ nhiều, thế là nó ngủ muộn nên nó bị ốm. Cái thứ ba nữa này, hôm nay em đi nhập hàng, nói thật các bác hôm nay quá đen luôn. Đấy. lời lãi thì chả được bao nhiêu đâu. Hôm nay em đi nhập hàng thì lòng ngoằng này có thằng nó đổi cái mũ bảo hiểm của em. Mũ đây em mua 450. Đấy, mẹ nó lại vứt cái mũ rách lại cho em. Em lại phải đội mũ rách đi về. Cay hơn ăn ớt các bạn. Đấy, người ta bảo các cụ bảo có sai đâu. Một mét vuông 10 thằng kẻ cướp, kẻ cắp, quên, kẻ cướp. Đấy, một mét vuông 10 thằng kẻ cắp. Nên thực ra này, đi nhập hàng cho các bạn về, cho các bác về thì trả lãi được bao nhiêu cả. Em nói thẳng một câu vậy. Và không có chỗ nào các bác mua lẻ mà bán rẻ như em đâu nha. Em nói thẳng một câu như vậy. Người ta lấy cho các bác kiểu gì cũng phải cắt cổ. Ví dụ cần đây qua này em lấy nhập hàng với chỗ bác là 300, thì ở chỗ khác nó phải cắt cổ các bác lên
tầm 400, 450. Rẻ thì cũng phải 400, đắt thì nó pha cho các bác 450. Và cái bộ cần câu hôm nọ em lấy cho bác, có bác ấy ở, em không nhớ địa chỉ nữa, nhưng mà bác ấy ở Tây Nguyên ấy, là cái bộ đấy là 1,5 triệu các bác nhá. 1,5 triệu thì bây giờ các bác mà lên mạng mua cần hoặc là ra một số hiệu đầu câu, 1,5 triệu đấy các Nó ra nó cắt cổ các bác ấy, là kiểu gì các bạn chỉ mua được một cái cần, một cái máy. bác, một cuộn cước vài cái nữa, thế này hết. Em nói thẳng một câu như vậy chứ không có đầy đủ cả bộ như này. Một cần tay Daiwa, 54. một cần Tiga 24, Tiga 24 đây. Tuy nhiên cái cần này nó cũng có lỗi một chút ở chỗ mác này, thường là nó có thể nó lúc nó đổ keo các bạn, đổ keo cho các bác thì nó bị chảy một chút. Thì các bác mà lấy nguyên bộ các bạn thông cảm, em lấy chất lượng là chính, hình thức cũng phải là bắt mắt, nhưng tuy nhiên nó hơi hơi, hơi chảy cái lớp keo một tí thì các bác thông cảm, còn lại là ok ngon lành. Đấy, cần nó mướt mượt mượt luôn, em kiểm tra hết rồi em mới dám lấy cho các bác. Đấy, thì hôm nay cũng chia sẻ với các bác như vậy, bác nào cần có nhu cầu cái gì thì nhắn tin đơn đặt hàng với em giúp được đến đâu thì hay đến đó nhé. Chào tất cả các bác. Đây là hàng của bạn Kim Quy Sơn, bạn đã đặt trước mình 10 kg mồi hũ. Hôm nay mình mới chuyển đi được. Đây là hàng của Bạn Phạm Tiến Cao. Và đây là hàng của bạn Ngô Tuấn Tùng. và đây là của bác của Bạn Nguyễn Đức Dũng. và đây là hàng của bác Đỗ Thanh Dũng. Sơn Tây. cuối cùng là hàng của bác Lê Xuân Dũng. nay mình gửi được có hai 4. nay mình gửi được có 6 đơn hàng đi thôi, Đấy, còn một vài đơn hàng nữa nó có vấn đề về kỹ thuật lúc đóng gói thì ngày mai mình sẽ chuyển đi.